mình làm cái bàn tay chuyển hàng qua máy xôi như vậy nha. Đang dậy ngược để trong ra lại. Đó. Thì xuống dốc. Bỏ cái công rinh. Rinh gì cho nó mệt. Đó. Đây bàn tay cao su. Lên dốc xuống dốc dùng bàn tay cao su. Bàn tay này cái gai nó có cái răng. Nó kéo hàng lên xuống. Rinh không kịp là nó chạy xuống không? Rinh không kịp nó chạy xuống bờ không nổi luôn. Đó. Vô nó phê luôn. Khỏe ru luôn. Đây ra tiếp nè. Rồi cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Ai cần đặt bàn tải thì liên hệ mình số 0907 749 286 0907 749 286 nha.